Xin kính chào quý hội thánh. Tôi xin được đọc lời của Chúa được chép trong Sử Ký Nhất, đoạn 21 từ câu số 1 cho đến câu số 15. Sa-tăng dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: "Hãy đi lấy số dân sự từ Bê-sa cho đến Đan, rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ." Joab thưa: "Nguyện Đức Giê-hô-va ra thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi, vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhân sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy, Joab ra, đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm. Trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Levi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hạ Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại." Đức Giê-hô-va phán với Gát là đấng tin kiến của David rằng: "Hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi." Gát bèn đến cùng David, thưa với người rằng: "Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cựu địch ngươi, và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi." David nói với Gát rằng: "Ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của loài người ta." Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 7 vạn người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đương khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy, bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại." Bấy giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. Good morning, church. Today I will be reading from 1 Chronicles chapter 21, verses 1 to 15. Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. So David said to Joab and the commanders of the troops, "Go and count the Israelites from Beersheba to Dan. Then report back to me so that I may know how many there are." But Joab replied, "May the Lord multiply his troops 100 times over. My lord the king, are they not all my lord's subjects? Why does my Lord want to do this? Why should he bring guilt on Israel?" The king's word, however, overruled Joab. So Joab left and went throughout Israel and then came back to Jerusalem. Joab reported the number of fighting men to David. In all Israel, there were 1,100,000 men who could handle a sword, including 470,000 in Judah. But Joab did not include Levi and Benjamin in the numbering because the king's command was repulsive to him. This command was also evil in the sight of God, so he punished Israel. Then David said to God, "I have sinned greatly by doing this. Now I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing." The Lord said to Gad, David's seer, "Go and tell David, this is what the Lord says. I am giving you 3 options. Choose one of them for me to carry out against you." So Gad went to David and said to him, "This is what the Lord says. Take your choice. 3 years of famine, 3 months being swept away before your enemies with their swords overtaking you,
or 3 days of the sword of the Lord, days of plague in the land with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. Now then, decide how I should answer the one who sent me. David said to Gad, I am in deep distress. Let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great, but do not let me fall into human hands. So the Lord sent a plague on Israel, and 70,000 men of Israel fell dead. And God sent an angel to destroy Jerusalem. But as the angel was doing so, the Lord saw it and relented concerning the disaster and said to the angel who was destroying the people, Enough, withdraw your hand. The angel of the Lord was then standing at the threshing floor of Arona, the Jebusite. Xin kính mời mục sư Liêm. Chúng ta cùng cầu nguyện ngắn, rồi chúng ta sẽ ngồi xuống đi nghe lời của Chúa. Bật lên. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Let us pray before we begin. Kính lạy Chúa là đấng yêu thương chúng con. Loving Father. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you. Vì chúng con có cơ hội sáng hôm nay để thờ phượng Chúa. Because we have the opportunity this morning to worship you. Giờ này chúng con cùng học nhau học lời của Ngài. This time we will together study your word. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con. May the Holy Spirit teach us. Từ người giảng đến người nghe. From the person preaching to the people hearing. Để ai nấy chúng con hiểu lời của Chúa. So that all can understand your word. Làm theo lời của Chúa. To do according to your word. Hầu cho đời sống chúng con được phước. So that our lives may be blessed. Chúng con thành tâm và dâng thời giờ này trong tay yêu thương của Chúa. We want to lift this time into your hands. Cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. We pray in your name. Amen. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Please be seated. Kính thưa Thánh, tôi rất vui được một lần nữa đến đây để cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Good morning, church. Once again, I'm very happy to be here to learn the word together with you all. Tôi nghĩ đây là một cơ hội mà Chúa cho tôi một lần nữa để cùng hầu việc Ngài. I believe that this is another opportunity that God has given me to serve Him. Như Hội Thánh đều biết, sau COVID rồi thì chúng ta thấy mọi cái cơ hội, những điều gì không có chắc chắn lắm. We can see that after COVID, many opportunities there is a lot of uncertainties. Cho nên mỗi lần mà chúng ta có cơ hội để thờ phượng và hầu với Chúa thì tôi cầu xin Chúa cho chính mình tôi cũng như quý con cái Chúa trong thánh chúng ta tận dụng những cơ hội để làm điều đó. So every time there is an opportunity that arises, then I pray that we all take that opportunity. Cũng cảm ơn Hội Thánh đã cho tôi được phép đến đây để cùng học lời của Chúa. And I thank you all for allowing me to come and join you all to study the word today. Tôi đến đây thờ phượng Chúa, tôi cũng chú ý và học được những nhiều điều bổ ích. When I come here, I pay a lot of attention and I'm able to learn a lot of useful things. Giờ này chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra trong Sử Ký Nhất đoạn 21 từ câu 1 đến 15 mà một con cái Chúa đã đọc. And this time I invite you all to open your Bibles to 1 Chronicles chapter 21 verses 1 to 15 that we just heard. Như chúng ta biết ở phần Kinh Thánh hôm nay ghi lại chuyện David phạm tội với Chúa khi ông ra lệnh tu bổ dân sự hay là kiểm tra dân số. So the passage today records the story of David sinning against God when he orders a count of the people or to take a census. Chúng ta thường nghĩ về David là một vị vua đã phạm tội ngoại tình nhiều hơn. We often think of David more as the king who committed adultery. Rồi sau đó thì ông giết người để che lấp tội lỗi của mình. And murder to cover up his sins. Ít khi nào chúng ta nghe nói về David đã phạm tội như phần đoạn Kinh Thánh hôm nay. It is quite rare to hear about the sin that is outlined in this passage today. Có thể nói là David đã phạm tội ngoại tình khi ông đến tuổi khoảng trung niên. It can be said that David committed adultery when he became middle age. Tôi không biết phải cái tuổi đó là tuổi mà chúng ta ngày hôm nay gọi là hồi xuân hay không. And I think that's the age that we call is they want to be young again.
Nhưng mà trong phân đoạn này, Kinh Thánh cho chúng ta biết là lúc này là David đã đứng tuổi hay là có thể là đã già. In this passage here, David is now at an older age. Có thể tuổi này thì sự ham muốn tình dục hay là thay nó không còn nữa mà nó thay thế bằng một cái sự cám dỗ khác. And perhaps he no longer has any sexual desires, but they may be replaced by other desires. Có thể một số tội lỗi vào thời trung niên không còn ảnh hưởng đến thời kỳ già nua. Perhaps some of the sins that impacted him when he was middle age now no longer impact him at old age. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ vượt qua hết những cám dỗ tội lỗi. But that does not mean we will overcome or be free from any other temptations or sin. Hay là chúng ta sẽ không bị mọi tội lỗi cám dỗ chúng ta trong thời kỳ đó. Or we will not be tempted by sin in that time. Chúng ta thường nghe câu là 70 mà chưa được chưa gọi là lành phải không? There's a saying that is 70 is still not called good. Câu châm ngôn của vị vua khôn ngoan nhất thế giới cũng như mọi thời đại nói như sau. There's a proverb from the wisest king in the world and of all time that says. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, dù khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. In Proverbs chapter 22 verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Dù có giải nghĩa thì thế nào đi nữa thì câu châm ngôn này cho chúng ta biết rằng lúc nào trong mọi lứa tuổi thì sự cám dỗ cũng đến với một người. Regardless of however people may interpret this, this proverb tells us that at any time, at any age, temptation will come. Vì vậy mà những tội lỗi nó khiến cho chúng ta phạm tội nếu chúng ta không nhờ lời của Chúa dạy dỗ mỗi ngày. And those temptations will lead to sin if we are not obedient to God's word. Nhưng thưa thánh, sáng hôm nay tôi không nói về nhiều về tội lỗi. But dear church, today I would not like to talk too much about sin. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ đến một cái điều tích cực hơn. But I would like us to focus on something even better. Đó là sự thương xót của Chúa. That is the mercy of God. Sự thương xót là gì? So what is the mercy of God? Trong Thi Thiên 119 câu 156 thì chúng ta đọc rằng Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn, xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. In Psalm chapter 119 verses 156 it says, your compassion, Lord, is great. Preserve my life according to your laws. Trong Tân Ước thì có nói đến Chúa Giê-xu động lòng thương xót. In the New Testament it refers to Jesus with compassion. Trong Mác đoạn 6:34 nói rằng bây giờ Đức Giê-xu ở thuyền bước ra thấy đoàn dân đông lắm thì động lòng thương xót đến vì họ như chiên không có người chăn. So in Mark chapter 6 verse 34 it says, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 thì Chúa nói rằng Chúa Giê-xu thương xót những người bệnh tật cùng khốn như chiên không có người chăn. And in Matthew chapter 9 verse 36 says that Jesus had compassion on the sick, the harassed and helpless like sheep without a shepherd. Như vậy sự thương xót vì vậy là điều mà thường nói về Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi. So mercy therefore is something of God towards sinners. Hoặc là bất lực trong mọi việc muốn thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi mà thoát không được. Or those who are helpless in escaping from the rule of sin. Trong câu gốc mà chúng ta đọc hôm nay thì David nói rằng ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của người ta. So in the verse that we just read, David said, I am in deep distress, let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great, but do not let me fall into human hands. Trong câu này nếu chúng ta để ý thì có 3 phần và tôi xin dùng 3 phần đó để chúng ta cùng học với nhau về sự thương xót của Đức Chúa Trời. So in this verse we can see that there are three parts and I would like to use those three parts to learn about the mercy of God today. Thứ nhất là chúng ta thấy sự thương xót của Chúa qua sự phạm tội của David. Firstly, we see the mercy of God through David's sin. David nói rằng ta bị hoạn nạn lớn. David says, I am in deep distress. Tại sao gọi đây là một hoạn nạn lớn? Why? Why did he call this a moment of deep distress? Có thể vì David đã phạm tội lớn. Perhaps it was because David sinned greatly.
Trong câu 1 chúng ta đọc Kinh Thánh ghi rằng Satan dấy lên muốn làm hại Israel, bèn dục David lấy sổ Israel. So in verse 1 it says Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. Nhưng mà ở trong Samuel nhì đoạn 24 câu 1 cũng cùng một chuyện đó thì chép rằng cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phần cùng dân Israel, ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng hãy đi tu bộ dân Israel và Judah. So in 2 Samuel chapter 24 verse 1, which is another recount of the story, it says, again, the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, go and take a census of Israel and Judah. Hai câu này dường như cho chúng ta thấy một cái sự mâu thuẫn, phải không? These two verses seem to contradict each other, don't they? Nhưng mà chúng ta có thể sẽ không hiểu rõ ràng ở đây. And we may not be able to understand it clearly here. Nhưng mà lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12 thì có chép rằng Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. But the word of God in James chapter 1 verse 12 teaches God cannot be tempted by evil nor does he tempt anyone. Chúng ta không có thời gian để giải thích cái điều này. So we do not have time to explain or explain this. Nhưng mà tất cả gì chúng ta hiểu hôm nay là trong sự phạm tội của David, Satan được Đức Chúa Trời dùng để xui dục David làm những điều mà ông đã có ý sẵn trong lòng. But we can understand that in David's sin, Satan was used by God to incite or to tempt David to do what was already in his heart. Đức Chúa Trời không phải là tác giả để khiến David phạm tội, mình phải tin chắc như vậy. God wasn't the one who caused David to sin. Cũng như Satan đã được Đức Chúa Trời cho phép để cám dỗ ông Job. Just like God allowed Satan to tempt Job. Và trong trường hợp đó thì chúng ta biết là Job đã chiến thắng. And we know in that story, Job was victorious. Trong khi có thể cũng trong trường hợp như vậy mà David lần này ông không chiến thắng. But in David's story, he was not successful. Và vua đã sa vào trước cám dỗ. And the king had fallen into temptation. Chúng ta thấy Chúa cho phép Satan cám dỗ David. So we can see God allowed Satan to tempt David. Đương nhiên Ngài cho phép trong một cái giới hạn nào đó, cũng giống như Ngài cho phép Satan cám dỗ Job trong một cái giới hạn nào đó. Of course it's to a certain extent, just as God allowed Satan to tempt Job as well to a certain extent. Chúng ta nhớ là lần thứ nhất thì Chúa cho phép Satan đụng đến tài sản và con cái của Job, phải không? So remember in the first time Satan God to take away Job's assets and children. Nhưng mà không được quyền đụng tới thân thể của ông. But not to Job himself. Nhưng mà Satan không bỏ cuộc. Lần thứ hai thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời cho phép Satan đụng đến thân thể của Job, phải không? Nhưng mà với cái giới hạn là đừng cho nó chết. Yeah. So yeah, Satan was not successful in tempting Job, and then the second time it was Job's body, so Satan could abuse and Job's life. Chính vì vậy chúng ta thấy là Job đã chiến thắng và vâng dâng sự vinh hiển cho Chúa. We can see that Job triumphed and gave glory to God. Sự thương xót của Chúa ở đây là gì? Where Chúa is the mercy of God? Cho chúng ta có thể bị cám dỗ nhưng mà trong một giới hạn với đức tin mà chúng ta có nơi Ngài. The mercy of God here is that God allows us to be tempted but only within the limits of our faith. Hơn nữa, ở đây nói David đã nóng giận và kiêu ngạo trong việc sai Joab lập sổ dân Israel. In this passage, David was angry and arrogant in sending Joab to take a census of Israel. Đức Chúa Trời đã ngăn cản một cách gián tiếp qua Joab. And God had interrupted this indirectly through Joab. Nhưng mà vua không nghe. But the king did not listen. Kinh Thánh chép là tại vì là vua, cho nên là ông nói gì ra là phải được. Because he's a king, so whatever he says, people have to listen. Tôi thấy điều này cũng rất nguy hiểm hả? This is also quite a dangerous thinking. Ý là mục sư muốn nói gì là ai cũng nghe hả? Just like whoever's a pastor, everyone just listens to whatever they say. Làm chấp sự là mà tôi nói gì cũng ai phải nghe là lời tôi mạnh hơn hả? I'm a deacon, so you have to listen to whatever I say. My word is stronger than yours. Có khi cũng hơi nguy hiểm ha. Cho nên chúng ta học được bài học hôm nay nha. So that hopefully we can learn something from this as well. Rồi Đức Chúa Trời ngày nay Ngài cũng dùng con người gián tiếp để có thể có khi can ngăn chúng ta làm được một công việc nào đó. And sometimes God also uses the people around us, our close friends, to
intervene whenever there's something happening. Có thể đó là những người bạn thân của chúng ta. That could be our close friends. Có thể Chúa dùng lời của Ngài trong Kinh Thánh khi chúng ta đọc. Or even he uses his word in the Bible when we read it. Lời của Ngài trong Kinh Thánh khi chúng ta được nghe giảng. His word in the Bible when we can hear it. Đó là những lần mà Chúa muốn ngăn cản chúng ta làm những việc gì mà Chúa thấy không đẹp lòng. Those are the different ways that God may intervene or communicate to us when we're doing things. Và luôn luôn là như vậy. And he always does that. Nhưng mà chỉ có cái là chúng ta có chịu nghe. But the question is, or the thing is, are we listening to him? Are we choosing to listen? Và muốn chọn một điều để làm đẹp lòng Chúa hay không mà thôi. And are we choosing what is godly? Chúng ta thấy Đức Chúa Trời biết giới hạn của mỗi chúng ta. We know that God knows our limits. Cho nên Ngài cho phép Satan cám dỗ chúng ta trong những giới hạn đó. So he allows Satan to tempt us within those limits. Đây một lần nữa nói lên sự thương xót của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. This is showing God's mercy in each of our lives. Phaolô nói trong Côn Tô Nhất đoạn 10 câu 13 rằng những sự cám dỗ đến cho anh em không có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong mọi sự cám dỗ thì Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. So Paul in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài trên đời sống chúng ta. Praise God for his mercy. Điểm thứ hai đây chúng ta thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời qua sự trừng phạt của Chúa. So secondly, we see the mercy of God through the punishment. Phần thứ hai của câu 13 rằng nói rằng ta xin xa vào tay Đức Giê-hô-va vì sự thương xót của Ngài là rất lớn. The second part in verse 13 says, let me fall into the hands of the Lord for his mercy is very great. Chúa cho David chọn một trong ba điều Ngài sẽ phạt ông. God allowed David three choices in punishment. Tội lỗi là phải bị trừng phạt. Sin, with sin there is always punishment. Nhưng mà ở đây sự thương xót của Chúa cho David chọn một trong ba. But God's mercy enabled him to select one out of three. Có thể hôm nay Chúa không cho chúng ta có những lựa chọn đó khi chúng ta phạm tội. God may not do that with us today, giving us these choices. Nhưng qua Kinh Thánh là chúng ta biết rõ ràng rồi. But through the Bible we can see it very clearly. Chúa cảnh cáo chúng ta nếu chúng ta làm điều này thì sẽ bị như vậy, chúng ta sẽ làm điều kia thì sẽ không được phước, chúng ta làm điều nọ thì sẽ bị giáng họa. God warns us of the consequences if we do one thing or another. He tells us all the consequences whether we won't be blessed or we'll suffer some other punishment. Qua lời Chúa thì chúng ta hiểu rất rõ điều đó rồi. Through God's word we understand that very clearly. Và chúng ta nhiều lần cũng cảm ơn Chúa vì những sự thương xót của Ngài qua cái sự trừng phạt. And sometimes we thank God for his mercy in punishment. Trở lại trong đoạn thánh này 3 năm đói kém. So returning back to the passage, 3 years of famine. 3 tháng xa vào tay kẻ thù. 3 months in the hands of the enemy. Hoặc là 3 ngày bị dịch lễ. Or 3 days of plague. Có thể nói đến cái số người sẽ bị chết bằng nhau. It can be said that the number of deaths in all three options would be equal. 70,000 người bị chết trong 3 ngày dịch lễ. 70,000 people dead in the 3 days of plague. Thì có thể 70,000 người sẽ bị được chết trong 3 tháng chiến tranh. Possibly 70,000 people dead in the 3 months at war as well. 3 năm bị đói kém. Or 3 years of famine. Chúng ta thấy dịch lễ chết lẹ hơn. We can see that the death through plague is faster. 3 ngày, 70,000 người. 3 days, 70,000 people. Vụ này trên toàn cầu được bao nhiêu rồi? How widespread is COVID in the world now today? COVID hơn 2 năm rồi phải không? Lasted more than 2.5 years. Có ai biết tới nay được bao nhiêu chưa? And do you know how many deaths? Trong bữa thứ hai tôi lên thì ghi là có hơn 500 triệu ca nhiễm. Last Monday there were more than 500 million infections. Và hơn 6 triệu người chết. And more than 6 million deaths. Câu 15 cho chúng ta biết sự thương xót của Đức Chúa Trời là rất lớn. Verse 15 tells us that the mercy of God is very great. Chú ý trong những cái động từ trong cái câu này. Let us pay attention to the verbs in this verse. Đương khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy bèn ăn năn mọi việc tai vạ và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại."
As the angel was doing so, the Lord saw it and relented concerning the disaster and said to the angel who was destroying the people, "Enough, withdraw your hand." Chú ý những động từ Đức Chúa Trời thấy, Đức Chúa Trời ăn năn và Đức Chúa Trời nói hay là truyền lệnh hãy ngưng công việc hủy diệt. So let us pay attention to the verbs there. God saw, God relented, and God said or commanded to stop that destruction. Ba động từ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật sự có lòng thương xót rất lớn trong việc trừng phạt David. These three verbs here show us that God had great mercy in David's punishment. Có thể nói là Đức Chúa Trời rất là đau đớn trong việc phạt David. It can be said that it really hurt God to punish David. Kinh Thánh nói rằng Ngài không vui thì khi thấy kẻ ác làm việc ác. Chứ đừng nói là nó đến trừng phạt những con cái của Chúa. The Bible says shows that God is not happy seeing wicked people doing evil, so let alone punishing his own children. Người ta nói là có nhiều khi cha mẹ quánh con mà con nó đau ít mà cha mẹ đau nhiều. So a lot of people say when the parents discipline their children they don't hurt a lot, but parents it hurts them a lot. Có khi nào chúng ta quánh con cho đã tay thôi rồi không có đau đớn gì không? Is there a time when parents hit their children and it doesn't hurt them? Không. No. Đức Chúa Trời thấy. God saw. Đức Chúa Trời không phải là thiên sứ phạt nó đi rồi Ngài mảnh ngoảnh mặt đi. God isn't someone who just tells them to an angel who was hitting them and then turn his face away. Nhưng mà Ngài thấy. But he saw. Rồi Ngài động lòng thương xót, Ngài ăn năn. And he within his heart he relented. Rồi Ngài truyền cho thiên sứ thôi, đủ rồi, hãy rút. And he said to the angel, hãy thọc gươm ngươi vào vỏ. Withdraw your hand. Chúng ta thấy được sự thương xót của Chúa ở tại đây không? Can you see the mercy of God here? Mặc dù chúng ta không hiểu sự ăn năn ở đây, tại sao Đức Chúa Trời lại ăn năn, nhưng mà tôi cũng không có thời giờ để giải thích. Although the word relent here may be confusing for us because why is God relenting? Nhưng chúng ta biết rõ ràng rằng đây không nói về việc Chúa hối lỗi vì đã phạt nặng dân Israel. But we know that this relenting is not about God being sorry or apologetic for punishing the Israelites. Nhưng mà dường như hối tiếc buồn vì phải phạt. But rather regretful and sad that he had to punish. Hôm nay có thể cái Ngài cũng hối tiếc vì phải phạt con dân của Ngài. Even today he is probably still very regretful and sad that he has to punish his people. Và đương nhiên trong sự trừng phạt này Chúa thấy rất là đau lòng vì Ngài rất thương con dân của Ngài. And in his punishment God felt hurt because he loved his people very much. Tội lỗi thì phải phạt. Sin there has to be a punishment. Nhưng mà phải phạt ở trong sự thương xót rất lớn của Ngài. But he punishes within his mercy. Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài. Praise God for his mercy. Điều thứ ba, David vâng lời Chúa lập bàn thờ dâng tế lễ cho Chúa. The third point. David điều này nói lên lòng thương xót của Chúa đối với sự tha thứ của Chúa. So the third point. David obeyed God and built an altar to offer sacrifice to God. This David mua sân đạp lúa của Ornan. So David bought the threshing floor of Arauna. Tôi đọc đến đây nếu tôi là Ornan tôi cũng làm vậy. If I were Arauna at this point I would also do the same. Tôi cũng tặng không cho David để mà dâng cho Chúa để vào cầu dân của lễ rồi là cầu cho đất nước thoát khỏi dịch bệnh. I would give David the temple so that he could use it to offer sacrifices to God and save the people from the plague. Đó là điều đương nhiên. That is a definite thing. Tôi nghĩ con cái Chúa ở đây chúng ta cũng làm như vậy. I think any followers of God or people of God would do the same. Việc đó là việc đúng. That is the right thing. Nhưng David không chịu như vậy. But he did not accept to take the temple for free. Ông tuyên bố cho con 24, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu, chẳng tốn chi cả. David says in verse 24, I will not take for the Lord what is yours or sacrifice a burnt offering that costs me nothing. David biết rằng sự thờ phượng Chúa phải trả giá. David knew that worshiping God involved sacrifices. Vua mua sân đạp lúa. He bought the threshing floor. Mua những con thú để làm của lễ dâng cho Chúa. He bought animals to sacrifice to the Lord. Cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. He built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings and he called on the Lord. Và Chúa đã nhậm lời và tha thứ. And the Lord responded and forgave. Chúng ta thấy bài học của chúng ta ở đây là gì?
What is the lesson for us here? Đức tin không trả giá, đó không phải là đức tin thật. Faith without paying a price is not true faith. Chúng ta nói tin Chúa mà chúng ta còn lo sợ, chúng ta nói rằng ô lên đến nhà thờ sẽ chắc bị nhiễm, thôi ở nhà, không có đức tin nơi Chúa. So we say we have faith, but then we say, oh, I'm too worried about going to church and getting sick, I won't go. Chúng ta phải hỏi lại cái đức tin của mình. We have to rethink about our faith. Thờ phượng Chúa mà không trả giá, đó cũng không phải là một thờ phượng thật. Worship without paying a price is also not true worship. Thờ phượng Chúa mà cứ lo sợ điều này điều kia. Worshiping God but worrying about all other things. Chúng ta phải hỏi lại cái sự thờ phượng của chúng ta như thế nào. We need to rethink about our worship of God. Ăn năn mà không trả giá, đó cũng không phải là ăn năn thật. Repentance without paying a price is not true repentance. I sin. Tôi ăn năn. I repent. Tại sao Chúa lại cũng phạt tôi vậy? So why is God punishing me? Tội là phải phạt. With sin there has to be a punishment. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phạm tội rồi, rồi Chúa tha thứ, rồi tất cả mọi sự đều qua. Chúng ta phải trả giá. That doesn't mean that we sin, God forgives, and then we can just keep going about with it. We have to pay a price. Chúng ta phạm tội. Chúng ta đã làm hurt, ha? Chúng ta làm đau lòng người khác. Thì chúng ta phải trả giá. We sin, we've made someone else feel hurt. We have to pay a price. Chúng ta làm đau lòng Đức Chúa Trời. We hurt God. Ngài đã chết trên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta cũng phải trả giá. Jesus died on the cross, but we still have to pay a price. Có khi những giá mà chúng ta phải trả có thể là những mối liên hệ bất chánh của chúng ta. The prices we may have to pay include getting rid of the improper relationships in our lives. Có thể đó là những thói quen xấu của chúng ta. The bad habits. Có thể đó là những công việc cản trở sự hầu việc Chúa của chúng ta. The things that hinder us from serving the Lord. Chúng ta phải chấp nhận trả giá. We have to accept that we have to pay a price. Nếu hôm nay đi thờ phượng Chúa, có bạn bè làm buồn lòng nó ở nhà. So if that we have our friends here and then we made them upset, then they're at home. Chúng ta không có muốn trả giá. We don't want to pay a price. Chúng ta cũng muốn thờ phượng Chúa. We want to, chúng ta cũng muốn God. Làm đẹp lòng người bạn. We also want to please or make our friend happy. Phải hỏi lại cái sự thờ phượng của chúng ta. So then we have to re-examine what is this worship. Còn tôi thì tôi khuyên rằng. For me, I encourage. Nếu có người bạn như vậy. If there is a friend like that. Thì làm sao? So what do you do? Mời nó đến nhà thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa với chúng ta luôn. Invite them to come to church and attend. Tại sao mình phải nghỉ ở nhà để mà làm vui lòng người bạn? Why do we have to stay at home to make our friend happy? Phải hỏi lại cái sự thờ phượng của chúng ta. We have to re-examine our understanding of worship. Trong hội thánh Chúa được như ngày hôm nay là tại sao? God's church, it is what it is today and why? Có thể là những người trước đây đã hy sinh. Perhaps because the people before us sacrificed and hay chính chúng ta trước đây cũng đã trung tín cầu nguyện sống tin kính và sẵn sàng trả giá cho nên bây giờ chúng ta được phước như thế này. Or even ourselves who are faithful in prayer, living godly lives, willing to pay the price. Vậy hãy tiếp tục làm như vậy, hy sinh như vậy để những thế hệ sau của con em chúng ta nó cũng sẽ hưởng và được phước. So let us continue to do so so that our future generations will be blessed as well. David dâng cho Chúa tốn tiền bao nhiêu? So David in worshiping God, how much did it cost him? Ở trong đây thì nói rằng 600 shekels. In this passage it says 600 shekels. Trong Samuel nhì thì đoạn 24 thì nói rằng 50 shekels bạc. In 2 Samuel it says 50 shekels of silver. Một lần nữa chúng ta cũng không thể nói rằng Kinh Thánh sai. Once again we cannot say that the Bible is wrong. Phải quyết định trong lòng rằng Kinh Thánh đúng. We have to know in our heart that the Bible is right. Có một nhà giải kinh nói rằng có thể là trong Samuel nhì đoạn 24 thì nói là sân đạp lúa. Perhaps in Samuel they were only referring to the threshing floor. Trong khi Sử Ký nhất thì nói rằng nguyên chỗ rộng lớn xung quanh sân đạp lúa của đó, cho nên hơi mắc. Well, maybe in First Chronicles it's referring to the space surrounding the threshing floor as well, so that's more expensive. Vì sau đó David nói trong đoạn 22 câu 1 rằng đây là đền của Đức Giê-hô-va. For David later says in chapter 22 verse 1. David có ý muốn xây đền cho Chúa ở tại đây.
So he says the house of the Lord is to be here, and it was intentional for him to build the house of the Lord here. Nếu vậy thì chỗ này là một chỗ hết sức là quan trọng, có ý nghĩa vô cùng. If so, that this place is very important and very meaningful. Nơi đây David dâng cho Chúa của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va để được Chúa tha thứ cho cả dân tộc. At this place, David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings, and he called on the Lord to forgive Israel. Cách đó nhiều năm thì cũng tại nơi đây, Abraham đã đem vâng lời Chúa mà đem dâng Isaac đến đây, hoặc là có thể là vùng núi này để làm của tế lễ bày tỏ đức tin lớn nơi Chúa của Abraham. So several years prior, at that very place, Abraham was obedient to God and he brought his son Isaac to there, to that place, or to the mountains, as an offering to show his great faith in God. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã sắm sẵn con chiên, phải không? Để thay thế cho Isaac. Isaac không phải bị chết để làm vua lễ thiêu. But we know that God had prepared a lamb in place of Isaac, so Isaac didn't have to die. Rồi hơn nữa, vài năm sau thì vua Sa-lô-môn đã xây đền thờ nguy nga cho Chúa cũng ở tại nơi đây hay là ở tại vùng núi này. And also several years later King Solomon built a magnificent temple for God at that same place. Xây đền thờ để thờ phượng Chúa, để cầu hỏi Chúa và dâng của lễ cho Chúa. This temple as a place of worship, a place to pray and seek God's will and to offer sacrifices to him. Rồi có thể một điều quan trọng nhất là sau này cũng tại chỗ này, vùng đồi Golgotha, chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đã bị treo trên thập tự làm của lễ chuộc tội để cứu rỗi toàn thể nhân loại. And perhaps the most important, later again at this place, Golgotha or Calvary, the Lamb of God, Jesus was hung on the cross as a sacrifice to save humanity. Tại chỗ đó là tại chỗ dâng của lễ để con người được cứu. That was the place to where Jesus sacrificed so that he could save humanity. Buổi sáng hôm nay là tuần Chủ nhật đầu tháng chúng ta có tiệc thánh. This is the first Sunday of the month we have communion today. Chúng ta chú ý muốn được tha thứ thì phải ăn năn. We must note that in order to be forgiven we must repent. Phải xưng tội. Confess your sins. Phải công nhận mình có tội. And accept that you have sinned. Và cầu xin sự tha thứ của Chúa. And seek forgiveness. Khi Đức Chúa Trời tha thứ thì phải có người khác chịu thế. When God forgives, then there is someone else that must pay the debt. Ngày xưa thì có những con thú dâng lên chết thay làm của lễ chuộc tội. A long time ago, there were animals that were offered to die as atonement. Trong Tân Ước và thời kỳ hôm nay là thời kỳ ân điển thì Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời để dâng chính mình Ngài chết trên thập tự giá để đền tội thế cho chúng ta. So in the New Testament today, in the era of grace, Jesus, Lamb of God, sacrificed himself on the cross to atone for our sins. Vì vậy khi chúng ta dự tiệc thánh, so when we participate in communion, hãy nhớ đến chiên con của Chúa là Chúa Giêsu chết thay để chúng ta được. Let us remember the Lamb of God, Jesus, who took our place. Tóm lại, chúng ta thấy sự thương xót của Chúa qua sự tha thứ của Chúa. In summary, we see God's mercy through his forgiveness. David nói rằng, chớ để tôi sa vào tay của người ta. David said, do not let me fall into human hands. Con người thì thường hay không thể yêu như Chúa đã yêu được. Usually people are unable to love like God loves. Huống chi ở đây, chỉ con người ở đây là nói về kẻ thù thì lại càng tệ hại hơn. And let alone if human hands here meant our enemies, then that would be even worse. Và tôi nghĩ David hết sức là khôn ngoan. So I believe here that David was very wise. Cho nên vì vậy mà David đã chọn ở trong tay của Chúa. David chose to be in the hands of the Lord. Dù có thể ông biết rằng Chúa có ban phước hay giáng họa đi nữa thì Ngài cũng làm những điều đó qua sự thương xót rất lớn của Ngài. Whether David knew that whether God blessed or destroyed, he does it through his great mercy. Chúng ta phải nhớ điều này. We need to remember this. Chúng ta có thể đi xa Chúa lắm. We could go very far from God. Chúng ta có thể phạm tội lớn lắm. We could commit great sin. Nhưng mà đừng lìa khỏi Chúa. But do not leave God. Đừng xa rời Ngài. Do not stray from God. Vì con người rất là tồi tệ, nhưng mà Đức Chúa Trời thì luôn luôn thương xót. For people are sinners, but God has mercy. Dù tội lỗi chúng ta có thể hại cỡ nào đi nữa, no matter how great our sins are, con người có thể phạt chúng ta một cách tàn nhẫn. Xin lỗi, nói vậy. People can punish us in hostile ways. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ có cái chữ tàn nhẫn trong đó.
But God is never like that. Đức Chúa Trời luôn luôn thương xót và Ngài càng sự thương xót của Ngài càng lớn hơn nữa cho những ai biết nhận tội mình và ăn năn trở lại cầu xin ơn tha thứ. His mercy is great and it's even greater for those who confess their sins, repent and ask for forgiveness. Ê-sai 55 câu 7 nói rằng hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va vì Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. In Isaiah 55 verse 7 it says, let them turn to the Lord and he will have mercy on them and to our God for he will freely pardon. Tôi ao ước rằng bài giảng của tôi hôm nay chỉ tóm lại một câu vậy thôi. I hope that today my sermon is summarized in one sentence. Hãy nhớ rằng sự thương xót của Chúa rất lớn. Remember the great mercy of God. Hãy xà vào trong vòng tay của Chúa. Fall into his arms. Ngài sẽ yêu thương, Ngài sẽ tiếp đón và Ngài sẽ tha thứ. He will love, he will invite and he will forgive. Xin mời Hội Thánh đứng lên. May the church please be upstanding. Và tôi xin mời một người mà tôi đã mời sau khi chúng ta có một phút để mọi người cầu nguyện cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài. Thì tôi mời một người lên đây để cầu nguyện. Chúng ta để một phút để thầm nguyện với Chúa. I invite you to all spend one minute just reflecting and thanking God for his great mercy and then there will be a special prayer afterwards. Kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng vì tội lỗi chúng con mà Ngài bị vết, vì sự gian ác của chúng con mà Ngài bị thương. Nhưng Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng bởi ơn xót lớn lao của Chúa, tình yêu rộng lớn của Ngài. Đời đời không hề thay đổi, Chúa đã cứu vớt chúng con từ những tội nhân đáng bị chết mất, mà chúng con được trở thành con cái của Ngài, được Ngài chăm sóc, yêu thương, gìn giữ, bảo vệ. Và cho chúng con được ở trong đền thánh buổi sáng hôm nay để nghe lời của Ngài. Nguyện xin lời của Ngài cứ ở trong đời sống của trong lòng chúng con, hướng dẫn dạy dỗ chúng con, để chúng con đi theo đường lối của Chúa, để cho con lúc nào cũng không xa lìa đường lối của Ngài. Và để đời sống chúng con sẽ như là một nguồn nước sống văng ra cho đến sự sống từ đời, bởi vì chúng con nhận được nguồn nước sống từ nơi Chúa. Và qua đời sống chúng con, nhiều người được biết đến Chúa, tin lành được đồn ra và Ngài Chúa mau trở lại. Chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.